Chào mọi người nhé. Cái video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em chơi cái tem thục hiệu quả nhất ở giai đoạn đầu game nhé. Đây như mình mới VIP 4 này. Arc này của mình mới được 634k này. Đây vẫn còn 27k kim bảo nhá. Anh em nông dân cố gắng chú ý cho mình đừng quay tướng nhiều quá nhá. Trong bang mình có nhiều bạn quay hết kim bảo. Có mấy bạn nhảy chơi vào nhá. Đây đầu tiên mình vào cái quan trọng luôn này. Mấy cái video trước mình cũng đã nói rồi, cái tem thục là anh em chơi con quan vũ này. Đây nó tấn công địch cao nhất này, 100% xác suất phong ký này, không thể thi triển kỹ năng nhá. Kéo dài hai lượt này, khi nó có cái bảo vật rồi này. Cái game này không cần bảo vật cộng 25 này anh em này, rất là ngon này, khác mấy cái game kia nhá. Đây vào cái con má siêu này, đêm phụ này. Đây nó sẽ đêm cho địch HP thấp nhất 100% choáng nhá. Kéo dài một lượt khi nó có bảo vật nhá. Bình thường thì anh em sẽ cho con quan vú đêm đầu xong con má siêu đêm thứ hai nhá. Cái game này thì xếp trận nó không như các game khác, là bình thường anh em mà sẽ xếp cho con quan vú slot 1 nhá. Và con má siêu thường sẽ là slot 2. Nhưng cái game này thì nó không cần nhá. Để tí mình ra ngoài nói, để mình nói mấy con support trước nhá. Support đầu game thì anh em có thể chơi con chủ tướng Lưu Bị búp máu này. Đây và con Gia Cát Lượng búp máu này. Còn cái con búp lộ tem tục này theo mình thì đầu game chưa cần cho vào bộ nhá. Tầm sau lên tầm 6-7x thì mình cho vào nhá. Tại vì con này nó duyên của nó không trùng với mấy con kia. Nếu mà cho vào thì nó chỉ có tầm một duyên sao ấy, rất là yếu nhá. Cho vào thì cũng được nhưng mà lực chiến nó rất thấp nhá. Lực chiến thấp mà gặp tem thục lực chiến cao hơn thì phần trăm thua rất cao nhá. Đây mọi người chú ý này. Cái game này nó cho mình xếp số thứ tự đánh này mọi người. Đây như mình đang cho con má siêu đánh một này, kể cả mình xếp nó ở hàng sau thì nó cũng đánh đầu tiên nhá. Sau anh em mà có quan vú thì mình cho quan vú lộ đầu, cho má siêu lộ thứ hai nhá. Thế là nó giải quyết được con đêm chính đỉnh nhá, rất là ngon luôn nhá. Cái tem thục này đi map hơi yếu nhưng mà Peapod đánh bot thì rất là ngon nhá, nó tàn con đêm một mà. Đầu game ấy, khi anh em mà chưa có con quan vũ thì có thể chơi như đội hình như mình này. Má siêu là Trương Phi này, Gia Cát Lượng và con Lưu Bị này. Còn cái con Triệu Vân này mình cho vào để cho có mà. Tại con này đầu game thì anh em làm cái cô gia Triệu Vân thì nó cho ấy, có thì mình cho vào luôn nhá. Game nó có cái cô gia Triệu Vân này mình nghĩ anh em xây vào đầu chơi thủng rất là đông luôn, mình cam đoan. Thiên tài loạn thế, duyên ngã độc tung. Anh em cố gắng kiếm duyên cho mấy con nhá. Anh em cố gắng kiếm duyên cho mấy con đêm chính như đêm phụ là con má siêu này. Đêm thì mọi người cứ vào ấn vào đêm xong mọi người ấn vào chi tiết xong rồi duyên là ra hết nhá. Đây quan vũ mình được 11 bánh rồi này. Cái nó không cho xem duyên con tướng con quan vũ thì để lúc nào quá mình xem sau nhá. Còn đầu game thì chơi cũng đơn giản thôi. Anh em chú ý cái cường hóa đại sư này này. Đây mọi người đâu. Anh em nhớ kiếm duyên
cái bảo vật này nhá, nó có duyên tướng riêng nhá. Đây duyên của cái thanh long ấn này, đây anh em cứ ấn vào cái bảo vật là nó ra hết duyên tướng, hoặc là anh em có thể ấn vào tướng để tìm duyên nhá. Cái này nhiều anh em không biết là không để ý đâu ấy. Đây đây duyên bảo vật nó này là cái Thái Bình Yếu Thuật và cái thanh long ấn là con tướng chính này. Đây như con má siêu của mình. Đây nó cũng là cái thanh long ấn và cái binh pháp tôn tử nhá. Còn về kiếm mảnh thì anh em có thể là đổi trong cái shop tướng nhá. Đây một ngày nó sẽ cho mình 40 lượt di chép nhá. Cái này thì theo mình thì anh em chỉ đổi hồn thôi nhá. Nó có tướng cam này nó có 3 loại nhá. Một loại là 10 mảnh là 380 này. Một loại là 10 mảnh hình như là 500 thì phải. Nếu mình không nhớ lầm là 500 thì phải. Còn một loại là 750, tức là mình sẽ gọi cái tướng này là tướng 12 hot nhá. Còn cái tướng mà 380 này mình sẽ gọi nó là tướng tư chất 10 nhá. Còn cái loại mà 500 thì là tướng tư chất 12 thường. Đây cái shop danh vọng này anh em này. Đây thì mình sẽ gọi là con hai con tướng tư chất 12 thường này. Là anh em sẽ đổi trong shop danh vọng nhá. Đây như thục là Ma Siêu và Trương Phi này. Anh em đổi thì anh em cứ ưu tiên đổi cho con Ma Siêu kịch thừa rồi mình mới đổi Trương Phi nhá. Trương Phi đầu game mình chỉ lấy cho nó để giảm lộ tun đầu thôi là chủ yếu rồi. Đây còn cái shop quốc chiến này mọi người. Đây mình đang có 9600 nhá. Trong này nó có xe đổi vật phẩm để đánh nhưng mà anh em đừng đổi nhá. Anh em đổi tướng rồi, đây. Tướng 12 hot thì nó sẽ có 3 loại này. Mỗi nước nó sẽ có 3 loại nhá. Đây bên tục là quan vũ, Khương Duy và con bằng thống nhá. Tục thì có con quan vũ và Khương Duy, hai con hot này rất là ngon nha anh em. Thật như anh em có thể dồn con Khương Duy này cũng mạnh nhá. Con Khương Duy này là đây. Nó công địch hàng dọc này. Nó có 100% cấm liệu nhá. Anh em xong mà chơi tục thì về sau ấy, tầm một hơn một năm ấy, chắc chắn anh em phải chơi hai con này nhá. Tục chơi hai con tướng 12 hot nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Mấy con cầm máu về sau rất lợi vì đa số các con cân kèo thường là có đánh thường hút máu nhá. Cả con búp máu nó cũng rất là búp rất là nhiều máu ấy. Con lước còn búp lộ nó cũng búp máu nhá. Đây anh em chú ý cho mình đây. Anh em chú ý để đọc mấy cái cộng này vào. Chủ yếu là cái nội tại nó là cộng 6, cộng 8 mà nội tại cộng 10 là nó có nội tại nhá. Còn mấy cái cộng kia thì nó toàn cộng cho toàn bộ hoặc là cộng cho tướng thôi. Đây cộng 6 của con Khương Duy này anh em này. Lượt đầu nó ra trận này nó sát thương tăng 40% nhá. Tăng lượt đầu nhá. Hình như là Má Siêu nó cũng có tăng lượt đầu. Nếu mà game nó khác không khác OMGQ thì nó cũng có tăng lượt đầu. Để tí mình đọc mấy con Má Siêu cho anh em sau nhá. Đây khi cộng 8 của nó này, khi công độ này, sát thương gây ra có 45% chuyển hóa thành HP nhá. Đây mọi người, khi anh em mà kiếm đủ con Khương Duy cộng 8 thì anh em có thể dồn cho nó được nhá. Dồn như bên ngụy dồn hào đồn. Còn khi cộng 10 của nó nhá, khi số tướng phe ta nhỏ hơn tướng phe địch nhá, sát thương sẽ gây ra mục tiêu tăng 30% nhá. Còn về cái con mình nói con bằng thống nhá. Đây nó tấn công ba đỉnh 100% xác suất thuyền hóa nhá. Nếu con này mà ở bên Ngô thì có vẻ ngon nhưng mà nó ở bên Tục là nó sinh sai lước rồi nhá. Đây cộng 6 của nó này, phe ta lớn hơn thì nó tăng đêm. Còn cộng 8 của nó này, khi mục tiêu ở trạng thái hỏa công này sát thương tăng này,
Thật ở bên thục có độc nó tăng hóa lên cái nội tạng này gần như là phế luôn nhá. Đây cộng 10 của nó này. Biến thương 10% nhá. HP bản thân nhỏ hơn mục tiêu, sát thương gây ra cho mục tiêu tăng 30% nhá. Đây. Nội tạng của nó gần như là hơi bị phế luôn, nên con này nó hơi không được ưa chuộng ở thục, gần như là không ai chơi nhá. Chủ yếu là anh em chơi con Khương Di ở Quan Vũ nhá. Thường thường theo quốc dân là anh em chơi Quan Vũ nhá. Còn anh em nào kiểu như là chán Quan Vũ thì mình chơi Ma Siêu cũng được. Ăn à, nhầm mình chơi Khương Di cũng được. Đây Quan Vũ mình cũng vừa cũng đọc cho anh em xem rồi đấy. Nó đem một một mục tiêu này. Phong ký này không thể thi triển kỹ năng hai lượt này. Là hai lượt nhá, anh em chú ý là hai lượt chứ không phải một lượt nhá. Đây khi cộng 6 của nó này. HP bản thân cao hơn mục tiêu này, sát thương tăng 25%. Cộng 8 của nó này, khi công lộ sẽ kèm thêm một lần công thường nhá mọi người. Nó đêm nó to rồi nó lại còn kèm thêm công thường nữa nhá. Đây công thường nó cũng là công địch có cao nhất nhá. Địch công cao nhất nhá. Nó đánh thêm nó không tăng lộ nha anh em, cả hai con nó không tăng lộ. Con Quan Vũ đánh nó cũng không tăng lộ và con bị đánh cũng không tăng lộ ở cái lần đánh cộng thêm ở cái lộ đại cộng 8 này nhá. Còn cộng 10 ở đó này, sau khi công lộ này nó sẽ tăng cho bản thân 20% sát thương và 20% bạo nha mọi người. Đêm lại tăng thêm đêm và bạo rất ngon nhá. Nó mà lộ được lần sau thì rất là rát luôn. Đây anh em chú ý đổi trong này đổi cái mảnh Quan Vũ cho mình nhá. Đây như hồi sáng mình đổi một mảnh, giờ mình đổi bốn mảnh nữa là được 5 mảnh này. Mình nhớ không biết là mình đổi cái dương ở đâu nhỉ? À, hình như là dương ở trong quốc chiến, để tí mình nhắc anh em sau nhá. Đây trang bị, shop trang bị này. Mình khuyên anh em đầu game cứ đổi cái đá tinh luyện thôi nhá. Còn shop bang thì chắc là mình cứ đổi tướng trước. Cái shop bí bảo này thì là ở cái đua xe thú anh em đặt cược nhá. Anh em đặt cược mà con nào được top 1 thì anh em sẽ được x lên nhá. Cái nó có cả tỷ lệ mà. Còn đây là shop bảo vật này. Đây anh em chú ý cho mình cái cuộc chiến này. Đây 20 người. Nó cộng thêm tốc độ sản xuất 10% này. Không biết 21 có được cộng thêm không, cái này mình cũng không rõ lắm. 5 người là được từ 0 từ 1 đến 10 người là được 5%, từ 11 đến 20 hay là đến bao nhiêu nhỉ? 10% từ 11 đến 20 là được 10%. Theo mình là 21 trở lên là sẽ được 15% nhá. Đây anh em chú ý cho mình cái nhiệm vụ này. Đây cái đầu tiên là thả phạt. Tức là anh em đâu nhỉ, tìm phe địch đó. Đây thả phạt là anh em đánh nhá. Đây đây khiêu chiến này là thả phạt nhá, anh em chú ý nhá. Chờ, mình ấn nhầm, ấn ra luôn rồi. Đây nhiệm vụ anh em ấn vào cái chinh chiến này. Cái đồng tiền này mọi người biết để làm gì không? Để anh em chơi quay về tuổi thơ là anh em ơi. Cái trò này mà hồi còn nhỏ mà anh em không chơi thì hơi bị phí luôn nhá. Hồi nhỏ mình nhớ mất bao nhiêu tiền về cái trò này. Đây và cái thành chiếm này. Cái này là phe mình cướp, càng nhiều thành thì mình càng được nhiều nhá. Đây anh em chú ý cho mình nhá. Đây nó sẽ cho chọn mảnh tướng này. Anh em chú ý cho mình cái này này nhá. Mọi người không? Nó cho chọn mảnh tướng, nó sẽ cho chọn cả tướng tư chất 10 và tướng tư chất 12 thường và tướng tư chất 12 hot nhá. Tức cả tất cả các loại tướng cam. Trong này anh em cố gắng, à đâu không phải cố gắng mà bắt buộc phải chọn con tướng tư chất 12 hot cho mình nhá. Tức là mình chơi tục thì mình sẽ chọn cái con Quan Vũ này là chính nhá. Đây mình đây xong đến 13 rồi. Để mình ra cho anh em xem nhá. Đây. Đây mình được 40 mảnh rồi. Đáng lẽ mình mở luôn nhưng mà mình đợi chờ để làm video để mình mở này. Đây.
Anh em nhớ cái dương này không được chọn mấy con tướng 12 thường hay là tướng tư chất 10 nhá. Anh em chọn cho mình cái con tướng tư chất 12 hot nhá. Thục thì chọn quan vú nha anh em. Đây mình mở 10 10 20 đây. Còn 20 thì video sau mình làm mình mở tiếp. Đấy, 20 con 20 mảnh quan vú tí lại thành con. Rồi, quan vú rồi. Đây quan vú mình được 35 mảnh con này. Cố gắng ngày mai kiếm được con quan vú nữa này mọi người. Còn 20 mảnh trong dương nữa là 55 này. Ui, đây tướng quan vú kiếm cũng nhanh nhá anh em nhá, không kiếm chậm đâu. Anh em chú ý cho mình nhá. Ở cái quốc chiến này. Đây anh em ở An Thành mọi người chú ý cho mình này. Đây vinh dự quốc gia 80 điểm 10 phút này. Cái này mình sẽ nói sơ qua thôi. Sau mình sẽ làm riêng một cái video về cái kiếm nguyên liệu quan trọng nhá. Để mình xem con gì nhỉ. Còn về con tướng đó thì nếu mà anh em mà dồn con quan vú thì anh em chơi con da cát lượng đỏ có vẻ ngon hơn. Còn anh em mà thích phá cách thì anh em thích chơi kiểu như là chơi cục súc ấy, anh em chơi Triệu Vân dồn cho nó đêm phải gọi là phê như con TT luôn. À, trước khi kết thúc video mình đọc qua hai skin của con tướng đỏ nhá. Quên đấy. Đây con da cát lượng đâu nhỉ? Đây, triệu hồi da cát lượng. Đây nó gây cho địch công cao nhất sát thương này 40% trói buộc khi có bảo vật nhá. Tức là nó đánh hàng ngang phải không? Nếu mà địch hàng sau thì nó sẽ đêm địch hàng sau. Còn con mà có công cao hàng trước thì nó sẽ đêm địch hàng trước nhá, rất là ngon nha anh em. Con này support rất là chuẩn luôn. Mà nó đêm cũng được nhá. Lần này mình đọc từ cộng 10 trở xuống cho anh em nhá. Cộng 10 nó này, miến thương cộng 10% này. Khi số tướng phe ta nhỏ hơn phe địch nhá. Sát thương gây ra cho mục tiêu tăng 40% nhá. Thấy mọi người thấy cục không? Tướng bên mình mà ít hơn bên địch thì nó sẽ tăng đêm nhá. Thôi nói chung là con này subon nhá. Cộng 8 của nó này. Khi công lộ hồi cho bản thân và đồng đội hàng ngang 20 điểm lộ. Tức là nó hàng nào thì nó sẽ búp lộ cho hàng đấy nhá. Còn cộng 6 của nó cũng như các con tương đỏ khác là nó sẽ tăng sát thương toàn bộ tem thục nhá. HP bản thân dưới 50% sát thương gây ra tăng 20% này. Cái con này là dạng support nhá, anh em chú ý nhá. Thường thường nó là support cho con quan vú. Nếu anh em mở lạp thì support cho con Triệu Vân nhá. Đây. Con Triệu Vân này rất là mạnh nha anh em chú ý nhá. Đây, công lộ của nó này. Công lộ cho hàng dọc nhá, con này đêm thường cũng là hàng dọc. Bản thân nó hồi 40 lộ nhá. Để mọi người thấy nào. Con này lộ liên tục luôn anh em ạ. Mình đọc luôn từ cộng 10 cho anh em sợ luôn đấy. Đây cộng 10 đó này. Sau khi công lộ nhá, tăng 25% sát thương kéo dài 5 lượt. Lại nó có thể cộng dồn nhá. Nó không ghi cộng dồn bao nhiêu luôn. Mọi người đây nào. Nó mà cộng dồn được nhiều lần thì hơi bị gắt luôn nhá. Cộng 8 của đó này. Sau khi công lộ này, bản thân hồi HP bằng 120% công nhá. Và tăng 20 điểm lộ mọi người đâu. Mọi người thấy con này nào. Nó công lộ phải không? Nó lại tăng thêm 20 lộ nữa. Và tăng tăng máu bằng 120% công mọi người nào. Như ở game OMG Baki mình nhớ không nhầm là giết địch thì mới được hồi lộ nhá. Con này không cần giết địch luôn. Nó cứ công lộ là nó tăng 20 cộng mấy lộ đầu game là đâu nhỉ? 40 là nó hồi 60 nhá, rất là gắt luôn nhá. Đây cộng 6 của nó này, cũng như các con tướng đỏ khác là nó tăng sát thương tem thục 5% này. Khi HP bản thân thấp hơn 50% sát thương này. Tăng 20% sát thương và miễn dịch
choáng, đóng băng hóa đá nhá, rất ngon luôn nhá. Sau mà mình mà có tướng đó mình dồn triệu vân cho anh em xem luôn, nó cân kèo. Thôi mình xin kết thúc video ở đây nhá.